Chào tất cả mọi người, mình là điều dưỡng Vương Thùy Trang, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Mình đã và đang là khách hàng sử dụng dịch vụ tại Hát Beauty. Hôm nay mình sẽ thực hiện ca BRB cho khách hàng tại nhà Hát Beauty. We'll be right back.